Tiếp tục thông tin về vụ việc Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng của một đại gia. Trong khi người đẹp này một mực khẳng định đó chỉ là thù lao cho hợp đồng tình ái giữa cô với vị đại gia này. Sau một thời gian điều tra thêm, thì cơ quan điều tra vừa giữ nguyên cáo buộc với Phương Nga. Dạ vâng, thưa quý vị, bản thân Phương Ngà, Hộ uh, Trương Hồ Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng khi làm việc với cơ quan điều tra vì không tin vào sự khách quan của điều tra viên. Tuy nhiên, có một tình tiết đáng chú ý khi cô nhờ luật sư mang cho mình lời bài hát Cành Hoa Trắng của nhạc sĩ Đức Chí vào trại giam. Luật sư Nguyễn Kiều Hương. Người bào chữa cho Phương Nga cho biết trong lần gặp gỡ mới đây sau khi cùng luật sư làm rõ một số tình tiết liên quan đến nội dung vụ án, cô tâm sự buồn vì cho đến hiện tại đã đánh mất 5 năm tuổi trẻ kể từ khi có quan hệ tình cảm với ông Mỹ người được cho là nạn nhân trong vụ án. Trong đó đã tròn 2 năm cô ngồi trong trại giam. Kết thúc buổi gặp gỡ luật sư, cô nhờ ông lần sau vào trại giam nhớ mang theo lời bài hát Cành Hoa Trắng của nhạc sĩ Đức Trí cho cô. Được biết lời bài hát có nhiều câu khiến người nghe liên tưởng đến cuộc đời hoa hậu như Giá như chúng ta đã không gặp nhau thì bao muộn sầu có đến được đâu. Hay nụ hoa trắng giọt cay đắng giờ lặng thinh. Ngồi im đợi chờ viễn vông Nhiều người đã bình luận cho rằng hoa hậu chẳng khác gì nụ hoa trắng trong rông bão Và tin rằng cô vô tội trong lần ra tòa hồi tháng 9 năm ngoái, Nga từng khai giữa cô và ông Mỹ không có chuyện mua bán nhà mà chỉ có thỏa thuận tình cảm, cô cam kết duy trì mối quan hệ với ông Mỹ trong thời gian 7 năm và ông Mỹ phải chuyển cho Nga 16,5 tỷ đồng.